Và các bạn theo dõi một phóng sự ngắn thứ hai của chương trình. Hiện nay có rất nhiều cách chữa bệnh đau lưng. Với những trường hợp đau lưng do thói quen sinh hoạt không đúng, người bệnh có thể nằm nghỉ ngơi tại chỗ, thay đổi tư thế như không mang vác nặng, không ngồi lâu một chỗ, ăn uống hợp lý, xoa bóp, bấm huyệt, chườm nóng, bệnh sẽ thuyên giảm. Tuy nhiên, những bệnh đau thắt lưng do bệnh lý cần kết hợp với nhiều phương pháp điều trị nội khoa khác nhau như dùng thuốc hay vật lý trị liệu. Sử dụng các loại thuốc Tây sẽ giúp làm giảm các cơn đau lưng nhanh chóng nhưng lại không cho kết quả lâu dài, khiến bệnh rất dễ tái phát. Ngoài ra, nếu lạm dụng quá nhiều thuốc Tây sẽ gây tác dụng phụ khiến gan, thận bị ảnh hưởng. Vì vậy, chữa bệnh đau lưng bằng phương pháp vật lý trị liệu đang được nhiều người bệnh tin tưởng lựa chọn. Dạ vâng, quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình thì Thu Giang lại đến với phần trao đổi cùng bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc đến từ phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, thành phố Hồ Chí Minh, để bác sĩ Ngọc sẽ tiếp tục cung cấp đến quý vị và các bạn những cái thông tin khác nữa liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, đó là điều trị bệnh đau thắt lưng hông không cần phẫu thuật. Dạ vâng, thưa bác sĩ Ngọc, ngày nay thì với cái sự tiến bộ của y học, nhiều cái phương pháp điều trị bệnh thân thiện với thiên nhiên cho hiệu quả rất tốt, được rất nhiều người tin tưởng và sử dụng. Trong đó thì có cái phương pháp điều trị vật lý trị liệu giống như là phóng sự ngắn vừa rồi chúng ta cũng đã vừa đề cập. Như vậy thì bác sĩ Ngọc có thể giới thiệu thêm về cái phương pháp này trong cái việc điều trị căn bệnh đau thắt lưng hông mà phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng ạ? Dạ, thì cái trường hợp mà mình đau thắt lưng hông, chúng tôi mới nói là bị do chèn ép với đĩa thần kinh L5 hoặc là S1, nó lan từ lưng mà lan xuống chân của mình á. Thì nếu mà đã chèn ép rồi thì khi mà mình đi khám thì bác sĩ thường cho thuốc uống. Nếu mà điều trị nội khoa là bác sĩ chỉ cho thuốc uống thôi, hoặc là nếu mà chọn phương pháp tiếp theo là phẫu thuật. Phẫu thuật á, thì mình sẽ cắt đi cái phần mà đi đệm nó thoát vị, nó cái phần mà nhô ra mà nó chèn ép dây thần kinh, hoặc là mình lấy luôn cái đĩa đệm mà bị thoát vị đó ra và thay một cái đĩa đệm nhân tạo vào, hoặc là mình bắt cái đệm vít cố định. Đó là trường hợp phẫu thuật. Còn trường hợp thứ hai là uống thuốc, nhưng mà thông thường thì bây giờ mình nên chọn kết hợp vừa uống thuốc mà vừa tập vật lý trị liệu thì nó đem lại cái kết quả hữu hiệu hơn cho người bệnh. Là tại sao? Là khi mà giữa các cái đốt sống thì nó có cái đĩa đệm chêm lót, đĩa đệm nó chêm lót, nhưng mà khi mà đĩa đệm nó bị thoái hóa, nó bị thoái hóa thì cái bao sợi nó bị rách đi, thì cái nhân bên trong, cái nhân đó nó giống như là một cái chất dịch lỏng vậy đó, nó sẽ chảy và nó đổ ra ngoài, nó làm cho cái chèn ép cái sợi dây thần kinh, người ta gọi là cái nhân nhầy của đĩa đệm á, nó sẽ thoát ra ngoài, nó chèn ép vào dây thần kinh. Thì lúc đó chúng ta làm gì? Chúng ta phải dùng vật lý trị liệu. Ở đây là mình sẽ kéo máy ra, mình có những có cái máy kéo, mình kéo cái cột sống thắt lưng ra. Khi mà mình kéo thì nó có độ đàn hồi như thế này, tại vì cột sống của chúng ta nó có độ đàn hồi. Thì khi mình kéo ra thì tạo thuận cho cái đĩa đệm nó không có chèn ép nữa, nó sẽ dịch chuyển trở lại thì nó sẽ không có chèn ép. Thay vì bây giờ ví dụ như mình thoát vị 3 mm đi ha, chụp MRI mình tới mình điều trị vật lý trị liệu là 3 mm, sau thời gian điều trị khoảng 1 tháng đi, mình chụp lại mình thấy là nó chỉ còn 1 mm thôi và nó không chèn ép vào cái sợi dây thần kinh đó nữa, thì mình vẫn sống bình thường. Tại nó không chèn ép, nó tuy là nó thoát vị nhưng mà nó không đụng vào cái đường đi của cái sợi dây thần kinh L5 hay S1 thì mình mới thấy là bình thường. Ngoài ra thì khi mà vật lý trị liệu ngoài cái kéo giãn cuộc sống đó ra thì mình sẽ có những cái môn khác, là khi người bệnh đau là thường đau vùng thắt lưng thì cơ nó sẽ co thắt lại, nó mới gây ra tình trạng đau, và nó sẽ có cái máy sóng siêu âm trị liệu, cái sóng đó nó sẽ giảm cái co thắt. Khi mà mình tác động vào, cái sóng đó nó đi sâu vào bên trong của cái cột sống, tới ngay cột sống luôn. Nó đi từ lớp cơ ra tới trong lớp đốt sống, thì nó sẽ giảm cái sự co thắt cơ. Và nó trị cái viêm, tại vì khi đau thì nó sẽ gây ra cái tình trạng viêm rồi. Thì nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng đó. Và ngoài ra nó có cái dòng điện trị liệu, thì dòng điện đó là nó đi theo cái rễ thần kinh. Để đi ra rễ thần kinh là nó đi từ lưng mà lan xuống mông xuống đùi đó, thì cái dòng điện này nó đi theo cái đường đi của cái dây thần kinh đó. Còn ngoài ra thì nó có nhiều cái phương pháp khác như là sáp paraffin trị liệu để ủ ngay trực tiếp vào cái điểm đau của mình, làm cho người bệnh cảm giác rất là dễ chịu. Và cái môn mà hiện đại nhất là người ta gọi là kỹ thuật cao á, là tác động trực tiếp bằng tay của kỹ thuật viên,
Và ví dụ như mình thoát vị L4 và L5 thì các em sẽ dùng tay tách hai cái mõm gai của L4 và L5 ra và đẩy cái đĩa đệm nó xuống, gọi là nắn chỉnh á. Thì mình sẽ tác động, tự vì mình đau đau là mình tác động trực tiếp lên cái vùng mà bị tổn thương. Thì nó sẽ làm cho cái bệnh của mình á, nó sẽ giảm hơn và nó không chèn ép dây thần kinh thì nó mới hết. Chứ bây giờ nè, mình đang bị thoát vị đĩa đệm, mình uống thuốc, uống uống hoài uống hoài uống hoài, thế bữa nó sẽ đau bao tử, thì thuốc thuốc mà còn sống thì nó hay đau bao tử, đau dạ dày dữ lắm, nó sẽ biến chứng qua thận qua gan. Cho nên là mình cần phải, nếu mà bệnh nhân nào mà không thích phải đụng tới dao kéo á, thì mình cần phải kết hợp với vật lý trị liệu thì cái bệnh mình nó mới hết hẳn, thì nó mới không có đem lại cái nó mới trả lại cái sức lao động cho người bệnh, người bệnh mới đi đi làm lại là, làm việc lại bình thường. Vâng ạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Ngọc ạ.